những lưu ý khi tập trong thời tiết nóng để tránh ảnh hưởng kết quả tập luyện thực hiện những điều đơn giản để luôn có hiệu suất tập cao nhất dạo này tôi thấy trời nóng quá rồi đấy anh em chạy xe ngoài đường một chút là thấy đuối không muốn tập luyện gì luôn dù phải công nhận là tập trong cái nóng vậy thì sẽ đốt nhiều mỡ thừa hơn nhưng anh em nghĩ xem việc này có thật sự an toàn và tối ưu nhất cho việc giảm cân chúng ta cùng phân tích vấn đề nào lý do tập khi trời nóng đốt nhiều mỡ thừa hơn tôi nghĩ điều này anh em đều biết rồi nhưng tôi muốn giải thích theo cơ sở khoa học một chút mỗi khi nhiệt độ cơ thể có dấu hiệu tăng lên não phát tín hiệu cho các tuyến mồ hôi hoạt động tiết ra mồ hôi là hỗn hợp của nước và muối đồng thời các mạch máu dưới da giãn ra chính sự bốc hơi của mồ hôi sẽ mang đi nhiệt lượng và làm mát các mạch máu dưới da sau đó hệ tuần hoàn sẽ mang dòng máu mát đi khắp cơ thể thân nhiệt sẽ dần dần giảm xuống nên xem tập cách hít thở đúng để tăng hiệu quả tập luyện khi nhiệt độ càng cao thì tim sẽ càng bơm nhiều máu cho quá trình tản nhiệt. Do đó tim của chúng ta sẽ hoạt động nhiều hơn nên tăng khả năng đốt cháy calo và mỡ thừa cũng cao hơn, bất cứ quan niệm sai lầm nào cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của anh em ta. Chuyện mập ốm cũng không phải là ngoại lệ, tác hại của thời tiết nóng mặc dù thời tiết nóng đốt nhiều mỡ hơn nhưng cũng đồng thời làm giảm khả năng tập luyện, theo nghiên cứu vào năm 1997 tám nam giới đạp xe đạp ở các mức nhiệt độ khác nhau và kết quả cho thấy họ chỉ có thể tập lâu nhất trong thời tiết vừa phải đến ấm thời tiết nóng dễ dẫn đến kiệt sức và mất nước nên anh em cần phải cẩn thận lên kế hoạch tập cụ thể để tránh bị mất quá nhiều sức khi tập luyện nên xem hai bài tập đơn giản tăng sức mạnh cổ tay giúp tập luyện tốt hơn nếu có các dấu hiệu như chóng mặt mệt mỏi buồn nôn hoặc vọt bè thì hãy ngừng việc tập luyện lại Dĩ nhiên không ai muốn bị chấn thương khi tập luyện rồi nhưng đôi khi chấn thương vẫn xảy ra, lý do vì sao ư? Có thể anh em đã thiếu sót một trong những điều sau đây. Chuẩn bị thế nào khi tập trong thời tiết nóng, uống đủ nước trước, trong và sau khi tập cơ thể không bị mất nước và các electron giúp cơ không bị dị hóa, mặc các loại vải nhẹ. Thoáng khí giúp làm dịu cơ thể và thấm hút mồ hôi tốt, chuẩn bị khăn lau sạch mồ hôi, giữ cho cơ thể luôn khô ráo nên xem sáu kỹ thuật rèn luyện ý chí của lính thủy đánh bộ Navy siêu ăn thêm nhiều trái cây và rau củ để hấp thụ lượng nước từ chúng. Tập trong thời tiết nóng tốt cho việc giảm cân nhưng hãy chú ý đừng để cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước vì lúc đó khả năng mất cơ cũng cao hơn đấy. Chúc anh em dai sức!